hết chất. Hôm nay là trời cho ổng nè. Nói theo đạo Phật nha. Ổng đạo Phật phải không? Hiện nay là cái phổi ông nó xẹp cái thùy bên đây, bên đây này. Nó dịch bên đây này. Dịch bên đây nó xâm lấn vào bên đây. Do vậy mà ông xâm lấn vào bên phải nè. Do vậy mà ông không bao giờ ông nằm nghiêng bên trái được. Ông nằm nghiêng bên phải. Cái mạng của ông là cái mạng trời cho ông. Chứ nếu không nằm đã chết lâu. Trời cho ông ngay chỗ này nè. Nói theo đạo Phật thì Đức Phật dạy con người là đi thì phải oai nghiêm, ngồi thì phải thẳng, mà nói thì cười phải miễn chi, nằm phải nghiêng phải nha. Vậy thì ông nếu mà ông nằm ông nghiêng trái là ông chết lâu, tại vì khi ông nằm ông nghiêng trái là cái tim ông nó bị ép là ông chết lâu lắm rồi. Nhưng mà trời cho ông là cái dịch nó nằm bên phải, mà nó dịch nó nằm bên phải là nó đau bên đây không, buộc ông phải nằm nghiêng như vậy để cho ông khỏe. Mà khi ông nằm nghiêng vậy là cái tim ông nằm bên đây, cho nên ông nhìn thấy cái tượng của Đức Phật đó, là nằm nghiêng phải, tức là nghiêng qua, tức là bên phải mình luôn luôn nằm ở dưới chiếu. Đó, thấy không? Đó, như vậy là ông nghiêng về xuống đúng không? Dạ. Rõ ràng trái tim ông nó nằm trên này nó mới thở được. Đó là cái mạng không là trời cho, chứ không phải người thế gian cho. Cái số của ông là số trời cho, chứ không còn chết lâu. Nghiêng phải nè, thì lúc này trái tim không bị ép. Thấy không? Không bị ép. Mà bên đây là dịch bên đây nó ra từ từ. Mà cái phổi ông là nó bị đứt bên đây, lấn qua đây còn 1/4 đó. À, hôm nay là nó hoàn toàn là nó còn chút cái góc này thôi. Thì cái góc này theo lý mà nó 10 ngày nữa là hết hoàn toàn. Thì là tự động hai chân không có khỏe liền, nó là đi bình thường. Bình thường đó. Mạng ông là mạng trời cho đó, chứ không phải là ai cứu được đâu. Đừng nói cha tường hay là ai cứu, không ai cứu nổi. Nếu mà ông bị bên đây là ông phải nghiêng qua đây, mà nghiêng qua đây ép tim chết liền. Mà trời cho thêm cái nữa là nó không có xâm lấn cái gan, nó không lấn tới cái gan ông hoàng, ông nằm như vậy mà nó không chèn ép cái gan gì vậy. Con chúc mừng ông nha, coi như là ông đã vượt qua cái chết, mà cái chết này trời cứu ông chứ không ai cứu được hết. Không có cha tường cha nào cứu được, đừng nói cha tường cứu này nha, chỉ có ông là trời cứu ông thôi. Chúc mừng ông nha. Mấy giờ phun ra hả? Rác không? Rác cũng phải chịu, nhưng mà phun này thấy hiệu quả quá anh ha. Phun mấy bữa thấy hiệu quả. Chút rồi đi rửa mặt thôi nha. Mang về luôn. Để chừng nào nó khô thôi. Thôi vậy tốt nha. Nói rằng là ba con là trời cho, chứ không phải là trời cứu, chứ không phải người cứu. Không ai cứu được. Nếu mà ông nghiêng qua bên trái là chết lâu rồi, ép cái tim. Mà Đức Phật dạy là nằm cũng nghiêng phải. Mà nó là cái để ý ông nghiêng phải thôi. Giờ nghiêng phải lên cái tim ổng không bị chèn. Mà nguyên bên đây là dựng cái tràn qua lên. Mà giờ nó lại hết rồi, nó còn một hố chỗ này thôi. Cho nên ổng bị sốc. Sốc không hay là đau không, đó không phải là bệnh lý, mà đó là bệnh nguyên. Hoàn toàn không có bị gì hết nha. Thì cái từ cái dịch cái mà sốc không đau, nó cứ nằm đó, từ từ nó ra hết là xong. Giờ nó ra được, sẽ đi ra được. Rõ ràng bệnh tình ổng bao nhiêu lắm, cũng còn coi như là cha chỉ đón tới cùng luôn. Coi như là ổng không thể nào chết được, ổng không thể nào mà không khỏe được. Phải khỏe mà không được chết, vì trời cho ổng cái mạng này cũng mình cứu được. Nhưng mà ở nhà không ai biết cái mạng ổng trời cho, không ai hiểu được phải chết. Khỏe không? Máu sao? Dạ. Máu. Máu thử rồi vậy. Bao nhiêu? Con đâu không biết. Cố gắng ăn phát đồ nha. Cố gắng ăn phát đồ.
Thì bác sĩ đề nghị đi đâu rồi đi đó. Dạ. Máu của mấy người kia có ai lên? Nếu mà trong nhà thường tốt cha có thể vô được không tụi? Lấy thức làm cái cắm. Tối qua con bị đau. Tại sao im? Để giải thích cho nghe. Nha. Con hãy nghe lời cha mới hết bệnh. Con cãi lời cha người ta không hết bệnh nha. Do bởi con ở bên Mỹ á, là con coi cái lạnh bình thường lắm. Con không thấy cái lạnh với con là khó chịu. Nha. Mà hai ngày qua là con không có cái lạnh ra gì. Hai ngày hôm qua là hai ngày lạnh. Lạnh bất thường mà trời mưa. Vì thế cái con bị đau sinh sống nó là con bị trời lạnh quá, nó đau nhất. Vì thế mà đi con phải bận đồ ngủ. Vì nếu trời lạnh nó nhức xương, nó nhức tới xương. Mà cái gai cuộc sống của con nó khác người. Tức là nó khác người là nó không làm cho con chết, còn người ta chết á. Ví dụ như giờ xương sống mình có khúc vậy thôi. Nhưng mà người ta bị gai từ đây tới đây. Còn con ở đầu này không có, đầu này không có, nó có một chút chỗ này. Nhưng nó có một chút cái giữa này thôi. Đầu này không có mà có một chỗ này. Tại vì người ta có từ đây tới đây. Hiểu không? Giờ con có chiếc chỗ này nè. Chiếc chỗ này làm cho nó nhanh lắm. Nhưng con không được phép bận đồ này, phải bận cha này còn bận áo lạnh. Con hiểu không? Con đừng có coi thường cái lạnh. Đến khi nào con khỏe lại thì con ở trần ở trùng cũng được. Con hiểu không? Bắt buộc con phải bận đồ ấm, giữ ấm để nó không nhức con. Thì lúc này mình trị nó mới nhanh. Thầy thuốc nói là phải nghe lời nha. Tôi cứu mạng mình, không nghe tôi cứu không được nha. Như vậy là con sẽ bị lạnh. Mà lạnh là lạnh vô tới xương. Thì khi lạnh vô xương là bắt đầu những cái gai cuộc sống nó phát, nó phát sinh. Nó bọc phát, bắt đầu nó làm cho con nhức đau. Hai ngày nay cha thấy con để ý, cha để ý con là con không bận đồ ấm, không dữ lắm. Đúng vậy không con? Cho nên tại sao đêm nay con không nhức là bởi vì trời không lạnh. Nha, trời không lạnh, không lạnh với con chứ đúng là thuốc uống đông cho phép nó nhức. Nhưng mà những lạnh buốt quá, buộc nó phải nhức. Nha. Ngay bây giờ là tập bằng hết. Quần dài, áo dài, cha đây con bận mà. Nè, đang bận đấy. Già hơn chút nữa, con già 40 tuổi như cha rồi con biết. Tại con 50 tuổi còn nhỏ hơn cha 10 tuổi. Nha, cố gắng nha. Những gì cha nói là không thể sai lầm được. Vì nếu sai lầm cha không cứu được mạng con nha. Hiểu không? Nay là coi như là hoàn toàn không còn bệnh tật. Thôi con ngồi vậy cha xem. Mời bệnh nhân Nguyễn Thị Lý. Ngon lành ha. Con phải bận áo vô, vô đó đàng hoàng là hết, không có được như vậy nha. Cho nó giữ lắm. Cho em nghe cha. Giữ lắm hết. Nếu cần thì quấn cổ luôn. Để không thôi nó ảnh hưởng qua phổi nha. Bây giờ hoàn toàn là con không bị chèn ép mạch tim gan gì hết. Cái tỵ nó bây giờ nó đang dừng lại một chỗ để nó hết luôn. Chúc mừng nha. Nói chung tối hôm nay là không có đau nữa. Là do cái không khí. Không biết, không hiểu, tối ngủ cũng mở quạt nữa. Chừng nào nực nóng thì mở quạt vô cái tường đẩy gió ra. Chứ không đợi trực tiếp nó xấu vô vậy. Không cứu nổi. Nó nhức hoài chữa không hết chứ không cứu nổi, nó nhức hoài. Phải nghe lời cha ngủ văn ngủ. Bởi vậy cha không cho ở máy lạnh con lý của cha. Nếu ở máy lạnh con mở phà phà là không cứu còn. Không biết lý do sao mà con đau nhức hoài. Con hiểu không? Cho nên cha mới cho ở thiên nhiên như vậy để mới biết con. Cái bệnh tình nó hiện nó diễn ra tự nhiên nó mới cứu mình. Nhưng mà cha tiếc con không cho con ở phòng máy lạnh nha. À vậy đó, hiểu không? Vậy thì bây giờ khi cần ở quạt mà nếu cần bật cửa sổ cho mát nha. Thì cái lạnh nguy hiểm. Đó là hai đêm nay lạnh nó bị vậy đúng không? Còn đêm nay nó bớt lạnh rồi, nó không giúp. Hiểu liền vấn đề không? Phải phục cho ngay liền. Vậy là phải giữ ấm đi. Tâm, ngon quá ta. Sức khỏe tốt quá hả? Không biết mấy. Nói chung
chung là đạt tưởng lý tưởng. Các có thể dùng cái đầu. Ừ. Xuống nè. Con tối ngủ được không? Có bị nhức không? Thật đúng sẹp luôn. Giữ theo phát đồ nha con. Không được trật phát đồ. Để đây hả? Đái cũng giữ lại làm sao không? Đái cũng giữ nước đái lại này. Thầy mà bỏ làm để phải nghe thôi. Tới đâu rồi? Dạ, đỡ rồi chà. Dạ, lên. Xẹp rồi. Ha. Cứ vậy là uống thuốc là hết thôi. Chuyện tháng đổ lại là xong. Con cái giò này, nó nhắc cái này. Lâu lâu cũng phải có nhức cái nhói rồi chứ. Má con sao? Con khá. Về phía mà các bệnh nhân đi khám ngày hôm qua đó có ba cách cho ký giấy cho về quê. Một là cha ký giấy cho ra khỏi phòng khám chứ không có hết bệnh đó, một cách ký. Cách ký thứ hai là ký hết bệnh ung thư. Cách ký thứ ba là tự về. Có ba cách thôi. Do vậy bây giờ mình chọn cách ký hết ung thư là ra khỏi phòng khám. Hết ung thư là tất cả phải. Thí dụ như cái bệnh này ta cần làm sinh thiết là phải đi làm sinh thiết. Thí dụ bệnh này ta cần phải đi làm đủ các phép là phải làm đủ các phép. Thì cha mới dám ký hết. Vì tất cả những người ký này, những người đại diện cho chính quyền của một quốc gia, chứ không chỉ đại diện cho một cái ấp nhỏ. Những người mà sắp tới đây người ta ký là như chú Năm, chú Tám rồi đó, là khi người ta đóng cái mộc của tên, mộc tuổi người ta vào là người ta đại diện cho một quốc gia, một đất nước. Người ta không có làm bậy được, hiểu không? Vậy vừa rồi vừa qua ký 6 ca, thì tất cả 6 ca đó là đều có sinh thiết đó. Có nghĩa là cái kết quả cuối cùng là khoa học đã chứng nhận là không ung thư. Vì những con người này người ta đại diện cho một quốc gia chứ không phải đại diện cho một cái xã, cái ấp, đúng không? Nếu ai muốn ký hết bệnh, ký không còn ung thư thì phải theo lệnh của cha mà đi làm các thứ. Thì cha chỉ đi làm cái đó, đi làm cái đó, đi làm cái đó. Xong xuôi rồi về cha thấy được, cha mới ký. Vì tất cả những người này họ ký là đại diện cho một quốc gia lớn chứ không phải nhỏ nha. Và người ta ký như vậy là cái đất nước của người ta là đất nước coi như là cường, đất nước có những con người, đất nước chữa được những căn bệnh này, chứ không phải là ta ký theo kiểu là ký mù ký quán rồi đây rồi những nước khác người ta sẽ coi thường đất nước mình, hiểu không? Ta sẽ coi thường đất nước mình. Đây là những con người Việt Nam hay là người nước ngoài? Có ai biết nói tiếng Anh đâu, nước ngoài phải không này? Có ai, đâu có ai là người họ gì khác ngoài người họ không? Người Kinh. Vậy thì mình phải ca tụng đất nước Việt Nam mình, hiểu không? Vì thế tất cả những người ký tên cho mình là người ta đại diện cho một quốc gia, chứ giờ không còn áp sớm. Ngày hôm qua có một ông là chủ tịch bên của thầy Tiến này. Mình Bùa Quốc Châu là ông nói hiện nay là tất cả những người ký tên là đang đại diện cho 7.200.000 người trên vũ trụ này mà không ai chữa được luôn. Đó những ông ký tên nên là lo là mệt mà muốn tự đầu chữa thì ráng chữa. Ông mới nói cho em qua tháng 9 này cũng vậy nè, ông là chủ tịch của bên Bùa Quốc Châu là bên Diệp Vĩ Đạo
là ổng nổi tiếng thế giới bên Hoa Kỳ, Texas. Và ổng có thể ổng hỗ trợ cho cái nơi này bất cứ lúc nào và bất cứ điều kiện gì. Do vậy mà ổng sẽ về ổng gặp mấy ông này để ổng tuyên dương, chứ không phải gặp mấy ông này để ổng gặp mấy ông này để ổng bái thờ. Đại khái ổng nói vậy. Vì thế cha nói rồi nha, cha nói lại một lần nữa, có ba cách ký giấy ra về. Một là ký cho anh ra khỏi phòng khám này là không nói ăn hết bịch nha. Hai là anh tự về. Ba là ký cho anh là sạch bệnh liền. Mà ký sạch bệnh là phải theo lệnh của cha mà đi. Dù đi Hòa Hảo hay đi bệnh viện hay bác sĩ dùng tùy thì cách đi. Mà khi đi đó rồi về cha xác nhận rồi là mấy ông này ký là đại diện cho cả thế giới. Mà ông đó nói qua là 7 tỷ 200 triệu nhân loại đang đợi những ông này ký tên. Nghe kỹ nghe chú Năm, đang đợi những ông này ký tên. Và ngược lại 93 triệu dân người Việt Nam là đại diện cho đại diện này. Ngược lại ông nói là khi anh xuống mồ rồi anh mới biết anh không ung thư. Cha cũng mới nghe câu này. Khi anh chôn anh rồi thì anh mới kết luận là anh không ung thư. Còn anh còn hơi thở là anh phải chuẩn bị anh bị ung thư. Anh nói đúng không? Có nghĩa là mình đâu biết mình bị ung thư lúc nào. Phải không? Khi anh xuống mồ rồi thì anh mới kết luận là tôi không ung thư. Còn khi anh còn sống anh đừng nói là anh không ung thư, ngày mai bị rồi sao? Phải không? Ví dụ như giờ con không ung thư mà con có chắc ngày mai con không bị không? Phải không? Con không ung thư mà con chắc ngày mai không ung thư không? Vậy khi nào mình xuống mồ rồi, mồ yên mã đẹp rồi, lúc đó mới kết luận là mình không có bị ung thư. Vậy thì 6 người này ký tên là đại diện cho 7 tỷ này. Ráng cố gắng mà đi theo phác đồ nha. Đi theo phác đồ. Và cha nói cuối cùng là cháu nano là cháu, mà đây là cái phác đồ mà khoa học đang phải tìm tới đại học hỏi để mà về cứu trợ, cứu chữa dân. Cháu lẫm á, được gọi là cháu lẫm, cháu nano á. Nghĩa là cái hột gạo giờ đây không còn là hột cháo nữa, mà nó nấu nó tơi tả ra hết rồi. Ý cha không nói gì, mình bỏ cái hột gạo vô mình nấu cơm thì khi cơm nó chín rồi mình ăn thì trong hột cơm nó còn tinh bột nó chín chưa phải không, tinh bột nó chưa chín. Như vậy cái thuốc vaccine ở chỗ ngay cái tinh bột đó, cái thuốc nằm ngay chỗ cái tinh bột đó. Khi mình uống một ly nước tinh bột nó vào cơ thể mình, tự động nó đẩy đi khắp năm châu luôn. Ví dụ bây giờ mấy bà uống nửa ly rượu vô đẩy đi không? Uống vào cơ thể mình đẩy đi liền không? Rần liền không? Rần cả người mình liền. Vậy khi mình uống một nửa ly nước cháo vào cơ thể mình, tự động nó đẩy đi khắp năm châu là mình không bao giờ ốm được hết. Mình ốm là tại vì mình ăn cháo đặc. Mà khi mình ăn cháo đặc thì cái cơ thể mình nó tỷ lệ nghịch với ăn cơm. Bởi vì khi mình bệnh nó tỷ lệ nghịch với ăn cơm. Khi mình mạnh khỏe thì mình ăn cháo tỷ lệ nghịch, mà khi mình bệnh tật mình ăn cháo là tỷ lệ thuận. Mà khi mình ăn cháo đặc thì cơ thể mình nó chỉ nghiền được có 30, còn 70 mình thải ra, tức là nói cho dễ hiểu là ỉa ra. Cơ thể mình nó không có làm cho nano được, nó chỉ nano được có 30% thôi, còn 70% tự động ỉa ra một dài đi ra một dài nữa. Ngược lại khi mình nấu thành cháo nano thì mình uống vào trong bụng mình rồi là 100% là nó vô 90%, còn 10% nó thải ra được. Như vậy mình mập hơn. Ngày xưa mình đẻ con ra mà thời sau 75 mà ăn bo đó, con mình á, mình đói quá không có sữa uống thì mình nấu cơm xong mình chắc nó cơm lấy cho con mình uống, mập không? Mập ha. Nước cơm nó là tinh bột, mà nước cơm nó cái tinh bột nó chín rồi, cho nên mình uống nước cơm mình mập. Thấy không nè? Vậy thì bây giờ nghe lời cha, hột gạo nấu thành cháo thì cái tinh bột đó là chính là thuốc nha. Cái này là cái người ta nghiên cứu, mình không dùng từ sói tráng mà nghiên cứu riết cái tóc dài tới lưng. Nghiên cứu riết người ta nghiên cứu sói tráng, như chú Năm nghiên cứu sói tráng, còn cha nghiên cứu tóc dài tới lưng.
lại cũng lâu quá. Nghiên cứu lâu. Cái tinh bột chính là thuốc chữa. Nha, nghe kỹ nha. Nhưng cái tinh bột nấu khó chín. Nấu không chín. Mình thấy nó vậy chứ mình nấu không chín. Ví dụ như bây giờ mình nói nè, bây giờ mình đi mua ổ miền ra. Nha. Bắt đầu mình ăn xong vô xì bột mình đổ thừa là bột. Bột gì? Bột sinh. Thấy không? Mà mình thấy ổ mì chín đâu. Thấy nướng chín ra ngoài. Nhưng mà ở mình ăn vô tiêu nó bột sinh. Thật sự nó chưa chín. Đúng vậy không? Thật sự. Ví dụ như bây giờ nhà mình 30 Tết mình có cái nít, mình phải xay bột. Thấy không? Mình xay bột xong rồi mình gói thành cái nít, mình bỏ vô xong mình hấp. Mình hấp ba đào chuyển động hết rồi. Thấy không nè? Vậy mà mình ăn xình bụng mình đổ thừa là bột. Bột đó. Cái bột khó chín lắm nha. Và như thế thế gian mới gọi hột lúa là hột. Hột ngọc. Hột trời cho. Hột trời cho hay là à, có ai nói có ai mà không công nhận hột lúa là hột trời cho. Hột trời cho. Cho nên khi mình ăn đúng cái hột gạo mà nấu ra nước là trời cho mình phát triển. Tự động cơ thể mình nó có một sức chịu đựng phi thường. Tức là bà này bà nhức giò dữ lắm mà bà vẫn chịu đựng được. Phải không? Cái sức chịu đựng con người nó phi thường. Nó ghê quá. Giống như giờ cho nói đơn giản một người phụ nữ mà sanh đẻ, đau bụng đẻ, chịu đựng nổi không? Nổi hết trơn hả? Thấy không? Có thằng chồng mình nó chịu nổi. Mỗi lần mình đau bụng đẻ thằng chồng ôm gọt tuột lên tuột xuống vậy. Mình thì chịu nổi mà nó chịu nổi. Cái sức chịu đựng của con người ta nó phi thường lắm. Vì thế cái sức chịu đựng này cộng với cái cháo nano là cháo trắng đó là tự động cái cơ thể mình nó phục hồi ngay tức khắc vậy. Cảm mình giống như cái ông ung thư tỷ bữa nay đâu có ai nói ông ung thư tỷ đâu. Bữa nay nói là ông gai cột sống. Với ông này đâu nói ung thư gan. Tại cái bà 10 đâu nói ung thư phổi. Bà 7 hết ung thư phổi, bà 10 ung thư phổi. Bác sĩ phát cái ung thư hết rồi. Giờ ta kết luận. Vậy nha, cha nói rồi. Có ba cách ký giấy. Một là tự anh ở đây đi về ký. Hai là ký cho anh là ra khỏi phòng khám. Ba là ký cho anh sạch bệnh. Nhưng như cha đã nói, một lần sở tốn bốn lần không đủ. Phải không? Tôi bỏ 3 tháng trời tôi đi chữa bệnh. Con tôi ở nhà cắt cỏ cho bò, hốt nước bò, đổ nước đá bò. Thế thì 3 tháng chữa bệnh về nó nói ba ơi, ba đi chữa ung thư gì hết đâu, ba nó không biết nữa. Ủa ba cũng đổ bò 3 tháng cho ba đi mà về ba không biết hết bệnh là sao ba. Nó buồn không? Con mình nó buồn không? Thế sau 3 tháng hội đồng ở đây người ta ký cho mình một giấy hết ung thư về. Ba ơi, con đổ cái bò 3 tháng rồi, cái cỏ bò 3 tháng rồi. Ba hết ung thư luôn, hết giấy đây. Con mình vui không? Vui. Vậy mình chọn phương án này hay là chọn phương án tự đi về? Mình đã ra đi là mình phải làm cho tới nơi. Đã bỏ xứ đi chữa bệnh rồi, phải chữa cho hết như vậy. Vấn đề chỗ là đâu phải mình là bán nhà bán cửa đi chữa bệnh đâu. Phải không? Mình đâu có bán nhà bán cửa tới đây chữa bệnh, mình có tốn 3 triệu 4 triệu rồi vậy bà vậy thôi, chứ đâu phải mình bán nhà bán cửa mình chữa bệnh. Vì thế mình chữa hỏng hết bệnh về con mình nó buồn, đúng không? Vợ mình nó buồn, chồng mình nó khổ, nó chạy sang đâu hôm tối nè, nó kiếm từ đồng từ xu nuôi con mình đi chữa bệnh, giờ tới nhà hết bệnh luôn nó không biết, hỏng được. Mà phải chi ở đây chữa hỏng hết thì như vậy được. Còn ở đây chữa hết là phải cạn đìa mới biết lóc trên. Phải ở cho cạn đìa. Để mình lấy được cái giấy đó về thì chồng con mình ta vui. Nha. Ta vui. Để nghe ta dặn kỹ nữa nha. Vậy thì cái phát đồ không được sai lầm, không được đi sai. Nhất định phải giữ cho đến nơi đến chỗ. Đến khi nào ký giấy ra dựng rồi, muốn ăn gì ra, muốn đi đâu đi, muốn làm gì là không ai biết được. Nha. Giống như má con bây giờ đã hết nhưng mà phải giữ phát đồ. Giữ phát đồ tới ngày 19 ký giấy xong rồi bà mới đi đâu vậy. Nghe, lúc đó không còn trách nhiệm. Ông này cũng vậy nha. Ông này ăn thịt bò chưa?
không được ăn gì hết cho đến ngày hết bệnh nha.